chào cả nhà. Hôm nay Nhi Nguyễn Cuộc Sống Ở Bỉ sẽ vẽ áo đầm liền eo xích ly nha cả nhà. Sau khi Nhi đã vẽ xong rồi thân áo sau của cái áo đầm đó cả nhà, bây giờ Nhi sẽ chỉ tỉ mỉ xíu cho cả nhà dễ hiểu nha. Đây là trước tiên là chiều dài. Chiều dài thì từ cái mí lai này cả nhà sẽ vẽ dài lên, đây là chiều dài áo là 117, dài lên tới trên cái đỉnh của 4 xăng này luôn. Đó. Thì tới 4 xăng này xong rồi, từ cái sóng này đi vô đây là 4 xăng nha. 4 xăng cả nhà sẽ thẳng xuống dưới cái lai luôn nha cả nhà. Đó. Vẽ thẳng xuống dưới lai luôn. Rồi, thì xong rồi cả nhà sẽ lấy từ cái sóng này đi vô đây là 2 phân nha. Rồi từ cái 2 phân này vô đây là cái lai. Cái lai là 30. Đó, nhớ là giải nhập đôi nha cả nhà. Đó. Rồi 30 xong rồi đây là thẳng lên trên đây thì cũng lên tới chiều dài luôn. Đó, lên tới chiều dài thì cũng từ cái mí này lấy vô đây 4 xăng ha. Thì từ cái 4 xăng này cả nhà lấy qua đây là 20. 20 xăng là cái dài. Rồi từ cái mí của thành cái 4 xăng này luôn vô đây là 9 xăng là cái cổ. Từ cái 9 xăng này lấy lên đây là 4 xăng là cái dây chòm nha cả nhà, gạch xéo xuống. Rồi cái đây cả nhà sẽ vẽ cong nha. Rồi từ đây hạ nách. Hạ nách thì từ trên đây xuống dưới đây là 20 rưỡi. 20 rưỡi cả nhà gạch ngang qua. Rồi hạ eo là 14 rưỡi cả nhà gạch ngang qua. Rồi hạ mông là 20 cả nhà sẽ gạch ngang qua nha. Khi gạch ngang qua xong rồi thì từ cái mí sống này lấy dưới đây cũng 4 xăng gạch thẳng xuống đó cả nhà. Từ cái mí này cả nhà sẽ lấy qua bên đây nha, là cái ngực là 24 rưỡi. Từ cái 24 rưỡi lấy vô 4 xăng, 4 xăng gạch thẳng lên trên cái vai rồi vẽ cong nha cả nhà. Đó. Rồi tiếp là cái eo. Cái eo thì từ cái mí, từ cái sống này vô đây 4 xăng, từ cái 4 xăng này lấy vô đây nha, là cái eo này là 20 nha, 20 xăng. Là 20 xăng. 20 xăng xong rồi kế tiếp là tới cái hạ của cái mông. Thì cái mông mà từ đây qua đây 4 phân. Thì cái 4 phân này cả nhà sẽ lấy qua bên cái đây là cái mông là 27 phân nha cả nhà. Đó. Rồi xong rồi tới chuyện cái nhà vẽ cái vòng cong. Thì cái đây từ cái 4 xăng này cả nhà sẽ dùng thước vẽ theo cái 4 xăng này vòng ở đây. Rồi từ 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 xuống dưới cái lai nha. Xuống dưới cái lai cả nhà sẽ dẹt ra nha. Đó, cho nó ra. Cái độ ra từ đây cái đây cái sóng 2 phân đường mai nè, cả nhà sẽ thẳng thẳng đây. Rồi đây cả nhà nhớ chừa đường mai 2 phân nha, để mình cho dây kéo. Còn bên đây khi mà các bạn đã xong rồi thì các bạn sẽ dùng thước vẽ từ cái mí lai đi vòng lên trên tới cái mông, mông qua cái eo. Cái eo lên cái ngực nha. Rồi còn đường mai thì cả nhà sẽ chừa hao 2 phân đường mai tất cả nha. Còn hạ ben. Hạ ben thì từ cái sống của cái dây chòm này nè, lấy xuống tới cái đỉnh đuôi của cái đầu ben nè thì 26 xăng. Rồi từ cái sống của 4 xăng này nè lấy vô đây là 11 xăng. Còn từ đây cái sóng 4 phân này nè lấy vô đây là 12 xăng nha cả nhà. Rồi dưới đây cũng vậy, từ cái 2 phân này lấy vô đây nè, từ cái sóng lấy vô đây 2 phân thì cả nhà lấy vô đây là 14 phân. Rồi cả nhà sẽ vẽ cái ben nha. Đó. Thì từ cái giữa này gạch thẳng lên, từ cái giữa qua đây 1 phân, từ đây qua đây 1 phân thì cái màn gạch xéo. Thanh trước nha. Thanh trước thì giấy gì cũng xếp đôi luôn. Rồi cái sóng của cái thanh trước này và cái sóng của cái thành phẩm của cái thanh sau sẽ để bằng nhau và chỉ vuốt thẳng xuống với cái lai luôn. Rồi khi xuống dây xong rồi thì cái này thay vì cái dây thân sau thì mình bẻ dây chòm xuống là cái dây 3 xăng rưỡi nha. 3 xăng rưỡi xong rồi cái nhà sẽ lấy làm dấu nha, làm dấu cái dây và làm dấu đứng cái cổ. Rồi cái nhà sẽ vẽ cong theo cái nách đó. Rồi cái nhà sẽ lấy bằng dấu của cái nách này luôn, rồi cái eo cũng bằng luôn, rồi cái mông cũng bằng luôn nha cái nhà. Rồi cái nhà sẽ lấy cái thước, cái nhà sẽ gạch thẳng xuống eo và vẽ bầu theo cái vòng mông luôn nha. Đó. Rồi xong rồi cái kế tiếp ở đây là cái ben. Thì cái ben thì các bạn cả nhà sẽ sang dấu qua, cái nhà sẽ dịnh cái tay sang dấu qua và eo luôn và dưới mông luôn nha cả nhà. Đó. Rồi xong rồi thì khi mà lấy dấu vậy xong thì cái nhà sẽ lấy thước, cái nhà sẽ gạch ngang qua nha. Đó. Gạch ngang xong rồi thì tới cái eo. Cái eo thì cái nhà cũng gạch y như cái thân sau luôn, cũng gạch thẳng xuống nha. Đó. Cái nhà gạch thẳng xuống rồi cũng lấy qua một phân dễ xéo lên. Hai bên đều nhau. Thì cứ thế thì cả nhà sẽ vẽ hết trơn cái lai. Rồi kế tiếp là vẽ cái bên ngực. Thì từ cái eo cả nhà lấy lên đây 3 phân. Rồi từ cái 3 phân lấy lên đây 3 phân nha. Rồi cả nhà sẽ dùng thước, cả nhà sẽ gạch theo xéo lên. Xéo lên trên cái đầu ben này. Bên đây cũng vậy, xéo lên đầu ben luôn nha. Đó. Rồi kế tiếp là vẽ cổ. Thì từ cái mí sống của cái thân này đi ra bên đây là 10 phân nha. Rồi từ 10 phân đó cả nhà lấy sẽ lấy xuống đây là 9 phân. 9 phân xong phía dưới đây lấy qua đây là 9 phân luôn nha cả nhà. Rồi cả nhà sẽ dùng thước gạch thẳng xuống.
Và đây là cái nhà sẽ dịch ngang qua nha. Rồi cái nhà sẽ dùng cặp giả cong cái cổ áo. Đây, đó, giả cong cái cổ áo nha. Rồi cái tiếp thì mình sẽ lấy xuống từ cái sống này. Từ đây, cái nhà sẽ lấy xuống đây là cái xẻ. Cái xẻ là 14 xăng. Thì cái từ cái mí sống này lấy vô đây là, cái nhà lấy vô đây là 1 xăng rưỡi nha. Rồi cái nhà sẽ đặt thẳng xéo xuống. Đó, vậy là xong cái cổ nha cả nhà. Đây là 9 xăng, đây 9 xăng. Đây là 14 xăng. Đó. Sau khi cái phần trên xong rồi thì tới phần lai. Phần lai cái nhà lấy từ cái sống của cái thân sau lấy xuống đây là 3 phân nha. 3 phân xong rồi cái nhà sẽ kéo cái thân áo xuống. Đó, kéo thân áo xuống xong rồi thì mình sẽ làm dấu điểm mấy lai đây. Rồi mình sẽ lấy cái thước mình sẽ gạch qua đánh vòng bầu của cái lai nha. Đó, rồi kế tiếp thì mình sẽ gạch thẳng trên cái sườn này. Đó, đó cả nhà. Đó, Thiên Nhi đã vẽ xong rồi đây. Đó, đây là sau Thiên Nhi đã vẽ xong rồi, dưới đây thì mình cũng lấy qua đây là 14 xăng. Mình sẽ gạch thẳng cái bên này xuống luôn nha. Mình sẽ dùng thước mình sẽ gạch thẳng xuống. Và kế tiếp thì vẽ trên cái ly của cái nách. Thì từ cái ly của cái ngực này lấy lên trên đây là 7 xăng nha. 7 xăng xong rồi từ đây qua đây. Và kế tiếp thì vẽ trên cái ly của cái nách. Thì từ cái ly của cái ngực này lấy lên trên đây là 7 xăng nha. 7 xăng xong rồi từ đây qua đây 5 ly. Từ đây qua đây 5 ly. Cả nhà sẽ vẽ cái bên gạch xéo xuống nha cả nhà. Xéo xuống ngay chân đây. Đó. Đây. Đó, eo này nha. Đó, em sẽ cắt nghe. Rồi, tới bên đây thì Nhi sẽ cắt cái bên này nha cả nhà. Đây, sau khi Nhi đã cắt xong rồi thì Nhi sẽ kéo cái điểm này, Nhi dán qua đây. Bây giờ Nhi sẽ dán tiếp cái bên đây nữa nha. Nhi sẽ cũng kéo lên y như vậy. Nhi sẽ để bằng ở đây. Nhi sẽ dán vào đây. Rồi kế tiếp ở đây. Khi dán xong cái bèn eo rồi thì bây giờ Nhi sẽ dán tiếp cái bánh nách nha. Nhi sẽ cắt dài xuống đây tới cái điểm chót của cái ly luôn. Đó, hai bên hết luôn nha cả nhà. Bây giờ Nhi sẽ dán. Đây, Nhi sẽ kéo qua đây. Cái này, cái dưới đây Nhi sẽ kéo chồng lên trên đây. Cứ vậy Nhi sẽ làm hết hai bên. Đây, sau khi Nhi đã dán hết bên ngực và bên nách thì ngay cả nhà. Bây giờ tiếp tục Nhi sẽ cắt cái bên eo nha. Bây giờ Nhi sẽ cắt tiếp cái bên eo cũng y như vậy luôn. Đó, hai bên hết. Giờ Nhi sẽ tiếp tục thì Nhi sẽ kéo qua giáp cái dấu này nha, dấu mực này. Đó, Nhi sẽ dán tiếp luôn. Hai bên hết. Đó, thì Nhi đã dán xong vậy rồi nè, thấy không cả nhà? Đó, nó ra hình dáng của cái áo rất là đẹp luôn nè. Đây, sau khi Nhi đã dán xong hết 3 điểm rồi cả nhà, nhìn là cái form áo là bắt đầu đẹp rồi, thấy không? Giờ tiếp tục thì Nhi sẽ vẽ tiếp cái sống giữa nha. Đây, cái đây Nhi có làm dấu sống giữa nè, từ sống giữa này, tâm giữa này lên tới trên cổ nha. Từ trên cổ Nhi sẽ lấy xuống đây 2 phân. Đó nha. Bây giờ Nhi sẽ cắt ra. Lấy xuống 2 phân nha cả nhà. Rồi khi gọc ra xong còn hai phân thì cái nhà sẽ từ cái điểm này cái nhà sẽ gạch xéo qua cái tâm giữa, từ trên đỉnh này thịt xéo lên giữa nha. Đó, ngay khi gạch xong rồi thì cái nhà sẽ cắt rời ra luôn. Đó nha, cái nhà sẽ gạch cắt xéo nha. Đã cắt cái eo này ra xong rồi thì bây giờ cái nhà sẽ lấy miếng giấy nha. Như sẽ lấy miếng giấy gì lót vô.
Như lắp vô rồi xong rồi là xin nhớ dán cái cổ này ha. Cái cổ này từ cái miếng này qua đây 3 phân nha cả nhà. 3 phân. Đó. Thì 3 phân vậy xong rồi thì Nhi sẽ dùng keo Nhi sẽ dán tiếp cái đỉnh tâm giữa này nha, chứ chết lại nha. Rồi đây luôn. Đó. Khi dán hết rồi Nhi sẽ cắt cái cổ. Khi dán cái phần trên này xong rồi thì còn phần dưới đây thì cả nhà cho lại là cho độ hở của từ cái cạnh này qua đây là 2 xăng nha cả nhà. Rồi xong rồi kế tiếp dưới đây là độ hở nó là 13 xăng nha. Đó, cái độ của xích con nó là 13 xăng. Bây giờ Nhi sẽ dán tiếp. Rồi sau khi mà Nhi đã xếp xong rồi á, dán xong rồi thì Nhi sẽ xếp lại. Dán xong rồi Nhi sẽ lấy thước dây từ cái cạnh này qua cạnh bên đây là 13 xăng, là chính giữa là 6 xăng rưỡi. 6 xăng rưỡi xong rồi Nhi sẽ xếp lại dán. Bây giờ Nhi sẽ dán lại nha, ngay tâm giữa nha, Nhi sẽ xếp cái sóng này qua bên đây. Còn bên đây cũng vậy. Ngay giữa, bên đây cũng vậy, Nhi sẽ xếp lại luôn nha. Đó, hai cái điểm này đâu nhau. Đâu nhau xong rồi thì Nhi sẽ dùng kéo, Nhi sẽ cắt. Nhi cắt rồi đây. Đó, Nhi sẽ banh ra cho cả nhà xem này. Đó, nó vậy nè. Đó, nguyên cái thân nó sẽ lại vậy. Như cả nhà. Bây giờ Nhi sẽ dán tới cái lai nha. Giờ tới cái lai thì cái sóng giữa của thân trước nè. Đó, bây giờ cái giấy thì Nhi sẽ lòn vô nha. Nhi sẽ để vô đó, Nhi để xéo rồi vậy. Rồi Nhi sẽ bắt Nhi dán cái miếng keo. Bên đây cũng vậy. Nhi sẽ vuốt thẳng im nha. Đó, từ trên cái mông Nhi lấy xuống dưới đây nha là 20. 20 rồi Nhi làm dấu rồi Nhi sẽ dán tiếp. Đó, rồi từ cái miếng này đi qua bên đây. Từ cái miếng lai đi qua bên đây là Nhi lấy là 16. Nha. 16 rồi xong rồi Nhi sẽ gạch thẳng xuống đây. Đó, đây sẽ ngay đây nha, ngay cái điểm của Nhi lấy xuống 20 nè. Nhi gạch thẳng đây, gạch xéo đây. Đó, vậy là xong, Nhi sẽ dùng kéo. Khi Nhi đã cắt xong rồi đây, toàn bộ chi tiết của cái áo đó các bạn. Đó, bên đây là thân sau nè, cái chèn nè, rồi bên kia là thân trước nè, cái đô trên nè, rồi cái nẹp cổ nè. Đó, vậy là Nhi đã xong cái áo rồi cả nhà ơi. Thôi, vậy Nhi xin kết thúc ở đây nha, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Nhớ ủng hộ, comment cho Nhi Nguyễn Cuộc Sống 27 nha.